Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình NHT đây. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cái con Ultimate của cái phiên bản này. Đó chính là Ultimate Raker nha. Thì nếu như anh em nào mà có theo dõi cái phiên live của mình lúc trước á, thì mình cũng đã chơi thử con robot này rồi. Nhưng mà lúc đó thì là nó còn yếu, nó còn chưa lên được cấp độ cao, mới MK1 thôi. Còn trong video ngày hôm nay, lúc trước thì mình có nói là khi nào mình nâng nó lên MK3 thì mình sẽ chơi đúng không? Thì bây giờ mình đã nâng được Ultimate Raker lên level 1 MK3 rồi đây. Và đây sẽ là em nó khi mà lên được MK3 nha. Thì khi mà lên được MK3 thì nó sẽ bao gồm hiệu ứng khả năng giảm 75% sát thương. Cái kỹ năng này thì nó tên là Glance ha. Rồi thời gian nè, thời gian khả năng của nó là 5 giây. Rồi, và tầm bắn của nó là 600m. Và con này thì nó sẽ bắn được 3 lần. Rồi, thời gian nạp lại của nó là 7 giây cho một lần bắn. Rồi, tiếp theo á, thì cái hiệu ứng tiếp theo này nó tương tự như là con Pathfinder vậy đó. Thì khi mà còn cái hiệu ứng này thì nó sẽ có một cái loại áo giáp giống như kiểu như là Reflector, nhưng mà nó là dạng khiên màu đỏ ha. Thì khi mà kẻ địch tấn công vào Raker thì sẽ ngay lập tức bị giảm sát thương là 75% sát thương trong vòng 5 giây. Và nó sẽ kích hoạt được một lần. Và sau 12 giây thì nó sẽ khôi phục lại được cái áo giáp này ha. Và phạm vi để mà kích hoạt được cái áo giáp này là trong khoảng là 800m nha. Rồi, và độ bền của con Raker ở level 1 MK3 là 275.000 máu. Tốc độ di chuyển là 65 km/h ha. Rồi, về phần vũ khí thì mình trang bị cho nó luôn là vũ khí được đề xuất 2 khẩu Ultimate Husser và 1 khẩu Ultimate Ragun ha. Đây, và đây là vũ khí mình trang bị cho nó. Thì về phần Husser và Ragun thì mình không có nâng lên level MK3 bởi vì là nó khá là tốn kém xu nâng cấp ha. Bởi vì một vũ khí như thế này mà muốn lên được MK3 thì nó sẽ tốn là 3 xu nâng cấp cho level MK3. Còn nếu tính tổng thì nó sẽ là 4 xu. Còn về phần con robot thì nó sẽ là 6 xu cho tổng cộng nâng từ MK2 lên MK3 ha. Rồi, thì về phần Husser thì đây là thông số sát thương của cái vũ khí này. Còn về phần Ragun thì thông số sát thương của nó sẽ cao hơn. Tầm bắn của hai loại vũ khí này là 600m ngang tầm với lại là vũ khí của con Raker luôn. Và hỏa lực vũ khí tích hợp sẵn của Raker nó sẽ là 7500 cho một lần bắn ha. Rồi, thì phi công mình trang bị cho con Raker sẽ là phi công được đề xuất cho nó luôn. Đấy, Esther Crown này. Thì với khả năng là khi mà robot hoặc là Titan của kẻ địch giảm độ bền xuống còn một khoảng là 15% thì khả năng của Raker sẽ cho phép nó executed là kết liễu ngay lập tức kẻ địch khi mà kẻ địch đạt cái ngưỡng từ 15% độ bền trở xuống ha. Rồi, còn lại là những kỹ năng mình đã trang bị cho con Raker. Ấy, anh em nào mà có con này hoặc là chơi Raker và có phi công này hoặc là không có phi công á, mà anh em muốn lên những cái dàn skill á, thì anh em có thể là tham khảo những cái kỹ năng mà mình đã chuẩn bị cho con Raker của mình ha. Rồi, thì với trận gameplay đầu tiên thì mình sẽ chơi set module là RA, IA, NA và Fairship đi. Drone thì mình sẽ chơi, mình thử mình chơi con Seeker trước ha. Sau đó thì mình sẽ chơi con Batcan sau. Thì Seeker thì nó giống như là cái khả năng của con Raker vậy đó. Thì nó sẽ vừa là áp dụng cái hiệu ứng counter suppression mà nó cũng vừa counter blink luôn. Thì counter blink thì là ở trong khoảng là 500m, trên 500m hay sao ấy. Thì trên 600m đấy chứ. Ở đây nó ghi bán kính 500m nữa là từ 600m rồi thêm 500m nữa hay sao ấy. Thì trên 600m mà mình bị tấn công thì kẻ địch sẽ vừa bị làm mù mà vừa bị giảm sát thương luôn. Còn cái này thì nó sẽ giảm sát thương của kẻ địch khi mà kẻ địch ám sát mình ha. Nghĩa là con Raker của mình sẽ có khả năng là giảm sát thương được 2 lần, cũng như là cho phép nó tăng độ bền 10% và có thể nhìn thấy được những mục tiêu tàng hình trong phạm vi là 350m. Còn bây giờ thì mình sẽ vào mình chơi thử để xem rằng là Raker nó có thực sự xứng đáng là một con Ultimate mạnh, cũng như là nó có gì nổi trội so với những con Ultimate đời trước như là con Phantom này hay là con Mungar Story gì đó hay không ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào phần gameplay và cuối video sẽ là phần review xưởng của một bạn nha. Ok, vào với trận gameplay đầu tiên. Thì trong video này thì mình sẽ chủ yếu là mình chơi Raker ở chế độ tổ chức nhóm thôi nha. Bởi vì Raker nó là một con robot có hỏa lực cao này,
mà độ bền thì nó lại không quá là trâu ấy, cho nên là khi mình chơi chiếm cứ nó sẽ không thể nào mà nó giữ được cái cột mốc nha anh em. Ấy, nếu như nó giữ cột mốc thì nó phải ở giao tranh với một số những con trâu bò khác như kiểu như là Raptor hay là Ochokochi hay là Kyrie vậy đấy. Thì khi mà solo 1-1 và nhất là khi cận chiến thì Raker sẽ rất là yếu thế trước những con robot đó, cho nên á mình chỉ có thể sử dụng Raker để hỗ trợ đồng minh từ phạm vi 600m ấy. Và với cái khả năng nội tại của con robot này mà lúc nãy mình chưa nói, thì ở từng cấp độ MK1, MK2 và MK3 thì khi mà nó kích hoạt vũ khí thích hợp sẵn tấn công lên kẻ địch thì robot này cũng sẽ được thưởng thêm một cái lượng phần trăm cho chính cái bản thân của nó được tăng sát thương lên khi mà tấn công kẻ địch ha. Thì lần lượt là MK1 thì nó sẽ bổ sung 40%, MK2 là 50% và MK3 là 60%, mình nhớ là như vậy, không biết là có đúng hay không ha. Thì nếu như mà mình tấn công vũ khí tích hợp sẵn của mình mà trúng vào được mục tiêu thì mình sẽ được tăng cường sát thương khi mà tấn công về mục tiêu đó, nó tương tự như là Deathmark vậy đó anh em ạ. Đấy, và với cái vũ khí tích hợp sẵn của con Raker của mình á thì hỏa lực nó cũng tương đối cao này, và nó có khả năng là kích hoạt suppression là hiệu ứng giảm sát thương của kẻ địch như lúc nãy mình có nói, và kèm theo đó là executed. Và cái ngưỡng để kích hoạt executed thì ở trên màn hình anh em cũng có thể thấy là thanh máu của kẻ địch sẽ có một cái biểu tượng tam giác màu vàng hay là màu cam gì đấy ở trên thanh máu, anh em sẽ để ý anh em có thể thấy. Thì khi mà máu của kẻ địch đạt đúng cái ngưỡng đó hoặc là thấp hơn thì khi dính vũ khí tích hợp sẵn của mình thì cái địch đó sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt ha. Rồi, thì nói chung đó chính là cái điểm mạnh đến từ con robot này. Và với cái việc là gây ra một cái lượng sát thương quá cao thì nó cũng có hạn chế của nó nha anh em, bởi vì là hỏa lực của Raker quá cao trong khi độ bền của nó lại không được cao như là cái hỏa lực của nó. Thì khi mà nó tấn công vào một số những con robot như kiểu ví dụ điển hình đó chính là con Raptor đi, thì khi mà Raptor nó đang có Reflector mà mình đi tấn công vào con Raptor á thì nó sẽ bị gậy ông đập lưng ông luôn nha. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình bắn con Raptor á thì máu nó chưa tuột được bao nhiêu là mình đã tự quỷ rồi, là cái sát thương mà con Raptor nó phản lại cho mình nó nhiều đến nỗi mà Raker có thể là không kịp đỡ luôn nha. Cho nên là mình rất là hạn chế trong cái việc là tấn công Raptor khi đang có Reflector. Và một cái điểm yếu rất là lớn của bộ vũ khí này cũng như là cái con Raker này, bởi vì là nó không quá cao này. Đấy, anh em thấy là cái con robot này nó rất là lùn ha. Cái độ cao của nó thì nó chỉ khiêm tốn thôi, cho nên là ở một số những cái địa hình mà nó không được bằng phẳng ấy thì việc kích hoạt vũ khí tích hợp sẵn nó sẽ khá là khó. Đôi khi chúng ta sẽ bị gặp cái trường hợp đó chính là tấn công vũ khí tích hợp sẵn nó bay vào tường đi, hoặc là vũ khí này thì cái vũ khí của mình nó sẽ có cơ chế bắn thẳng chứ nó không có quá là thông minh trong cái việc là tự động ngắm bắn, cho nên là nó yêu cầu cái khả năng, cái kỹ năng là khóa chặn mục tiêu bằng vũ công, là cái mũi tên mình phải canh ngay cái tâm bắn cũng như là mình phải canh cái góc mà cho nó hợp lý, bởi vì là vũ khí này rất là khó bắn nha anh em. Nó bắn thì cũng không phải là quá nhanh đâu, nhưng mà bởi vì điểm mạnh của nó là hỏa lực cao cho nên cái điểm yếu của nó là rất là khó để có thể là di chuyển xây tháp pháo. Nếu như ví dụ mình đang solo 1-1 với một con robot ví dụ như là Ultimate Phantom đi, thì nếu như Ultimate Phantom hay là một con robot ví dụ như con Link mà nó linh hoạt, nó di chuyển xung quanh theo một cái vòng tròn xung quanh mình á, thì mình rất là khó để thể là xây tháp pháo và tấn công những con robot đó ha. Ấy, với lại là đây anh em có thể thấy là cái đạn nó xả nó cũng từ từ thôi chứ không phải là nó xả liên tục, và nếu như mà mục tiêu di chuyển quá nhanh thì vẫn có khả năng mình bắn trượt nha. Nhưng mà để xem coi là mình có thể, ui dồi ôi, từ từ, mình không biết là mình có thể tiêu diệt được con Luchador trong cái pha này hay không, bởi vì là độ bền của mình nó tụt xuống khá là nhanh, và nếu so với những con Ultimate khác thì mình thấy con này hỏa lực rất cao, nhưng mà về phần độ trâu thì nó lại không quá là trâu, nó không trâu được như Phantom, nó cũng không trâu được như là con Bulgari. Mình vừa được một cái Titan Slayer này. Đấy, đó chỉ là cái điểm mạnh KS, chúa KS nha, giống như con Lin ngày đó vậy đó. Thì nhưng mà nó sẽ trâu được hơn con Altun đấy, bởi vì Altun thì mình thấy nó cũng khá là giấy. Mình không biết là sắp tới thì cái con Raker này nó sẽ có được tăng thêm sức mạnh, ví dụ như là nó được tăng độ bền hay là điểm thủ gì đó hay không, nhưng mà mình nghĩ thì như thế này thì nó cũng tương đối ok rồi. Và nếu như mà anh em mà có ý định chơi con này
Rồi, đến với trận thứ hai, mình tiếp tục chơi từ chiến nhóm nha, bởi vì chiếm cứ gì? Mình không quay được quá là nhiều thời lượng, giống như mình đã nói với anh em vậy đó. Mình lên, mình giành cái cột mốc là mình bị con Raptor nó xử đẹp liền luôn. Mà nếu mà đứng ở nhà thì chẳng khác gì một con báo tim anh em ạ, bởi vì là đồng đội của mình cũng không mấy là tin tưởng vào họ lắm. Bởi vì là nó ghét cho mình những cái người đồng đội không biết là họ có não hay không đấy. Chưa gì mà chúng ta đã gặp một cái đối thủ đáng gờm, đó chính là Linh anh em ạ. Mà su cho mình một cái là trận này mình đổi sang bắt can rồi, mình không có xài Seeker. Ê, bình tĩnh. Con liên điện này mà nó dí mình dai là mình chết ra anh em ạ. Anh em có thể thấy nè, đây mình rất là khó trong cái việc là mình canh cái tâm bắn nha anh em. Đấy, nó rất là khó canh luôn ấy. Nếu như mà mình bị dính slow là hoàn toàn rất là khó để mình có thể là tấn công chúng được mục tiêu ở trước mặt mình. Cho nên mình rất là hạn chế cái việc cận chiến khi mà chơi con Raker. Khi nào cần cận chiến thì mình mới cận chiến thôi. Đấy, và cứ sau 12 giây mình sẽ có lại được cái áo giáp màu đỏ này, thì nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn khi mình solo 1-1 nha. Bởi vì là nó chỉ kích hoạt được một lần và lên một mục tiêu duy nhất mà thôi. Cho nên nếu như mình bị tấn công theo kiểu là hội đồng và bị nhiều mục tiêu ám sát á, thì nó sẽ không thể nào nó kích hoạt cái giảm sát thương này lên nhiều mục tiêu đồng thời được. Đó chính là cái điểm yếu của con này. Buffeder thì cùng dù sao thì nó cũng là có hai lần kích hoạt, còn con này thì nó chỉ có một lần thôi nha anh em. Đấy, cho nên là chơi con này thì nó sẽ phải cẩn thận hơn. Và nói chung thì vũ khí này nó cũng không phải là quá thông minh trong cái cơ chế khóa mục tiêu. Nó cũng giống như là một cái vũ khí tỉa vậy đó, nhưng mà nó là bắn được liên tục. Đấy, nó giống như cái vũ khí Titan của con Aoming vậy đó. Thì nói chung thì mình đánh giá hỏa lực vũ khí này thì rất là cao, nhưng mà nó cũng có nhiều hạn chế. Ví dụ như mình bắn vào khiên của con Dragon chẳng hạn, thì nó vì cái tốc độ nạp khiên của con Dragon nó quá nhanh, cho nên là mình không thể nào rồi xong rồi, mình không biết nào mà mình bắn để mà mình chạm vào được cái độ bền của con này hết. Nhưng mà sao con này nó lại giết được mình bằng cái e cứu tịch vậy ta? Khá là đáng ngờ. Mình không hiểu cho lắm tại sao nó có thể giết được mình bằng e cứu tịch nhỉ? Hay là con khác? Hay là con khác anh em ạ? Con liên nó giết mình nhưng mà nó lại cho mình xem góc nhìn của con Dragon hay sao ấy. Nào, ok. Thì tiếp theo sẽ là phần gameplay của con Winter Series. Thì về phần cảm nhận của mình thì mình thấy là con này trong mùa này thì Raker không thật sự quá mạnh, quá bá. Nếu như mà đi đấu những cái trận đấu clan hay là những cái đội mà mạnh á, thì mình nghĩ là nó sẽ không có quá là nhiều cơ hội để có thể là thể hiện được sức mạnh đâu. Và nếu như mùa này thì để mà tóm lại thì mình thấy vũ khí Ultimate của mùa này đáng đầu tư. Còn về phần của con robot Ultimate lần này thì anh em lấy cho có cũng được, không cần phải nâng cấp cũng được ha. Bởi vì là ở thời điểm hiện tại thì Raker nó đang gặp Raptor rất là khó. Nếu như gặp Raptor mà mình lại không dám bắn Raptor thì còn gì là Ultimate Raker nữa. Với lại là mình bắn mình còn lại bị phản đam nữa cơ. Đấy, cho nên là mình nghĩ là không nên phải đầu tư Raker đâu. Nói chung là mình chỉ nâng nó lên MK3 để mình có được một cái trận gameplay nó phản ánh đúng cái thực lực của con Raker này cho anh em xem mà thôi. Đấy, nhiều anh em cứ bảo là Ultimate thì sẽ rất là mạnh, nhưng mà không phải đâu nha anh em. Ultimate thì nó là một cái thể loại robot rất là khó có, bởi vì nó sẽ là một kiểu là robot chơi cân bằng, và game họ sẽ hạn chế tối đa cái việc đó chính là nép sức mạnh của những con robot và vũ khí liên quan đến Ultimate. Cho nên lựa chọn Ultimate là lựa chọn một cái lối chơi ổn định mà thôi. Còn mà nếu như xét về sức mạnh thì meta vẫn luôn là thứ mạnh nhất. Đấy, nhưng mà cũng có một số ngoại lệ về Ultimate, ví dụ như là con Vulgarsary mình đang dùng này, hay là Phantom này, hay là con Fenrir gì đấy. Thì nó là một số robot kiểu như là nổi trội hơn so với những con robot còn lại. Trong số những con Ultimate thì nó cũng có thể solo được với meta ha. Chứ nếu như mà nói về meta thì Raptor vẫn là một cái gì đó rất là nguy hiểm. Và Titan thì chắc chắn là Mauler rồi, chứ Aoming bây giờ thì nó cũng chả có phải là gì quá là nguy hiểm đâu. Nếu như mà không có phi công cho Aoming thì nó sẽ càng phế hơn nữa. Và như mình đây, mình không có phi công cho Aoming ấy, cho nên là mình rất là ít khi nào mình chơi Aoming ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang Aoming cho mình chơi một tí để xem coi là bây giờ nó phế như thế nào rồi. Và mình rất là ngán những con Titan, ví dụ như là Titan bắn tỉa này, đấy, cung này, hay là con Mauler thì mình cũng rất là khó cho gì những con đó ha.
thậm chí là cả Eiffel cũng có thể là tiêu diệt được Ao Minh. Cho nên là mình sẽ chờ đến khi nào mà game họ ra con Titan Ultimate mới thì mình sẽ thử xem, thử sức xem là mình có thể lấy được nó hay không ha. Thì nói chung thì nội dung video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Còn lại sẽ là phần gameplay của xưởng ha. Và cuối video sẽ là phần review xưởng nha. Còn bây giờ thì mình mời anh em xem video. Có thể là anh em thấy được là những con Ultimate này nó có phần nó nổi trội hơn so với con Raker ha. Rồi, ok. Chúc anh em xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau nha.
Rồi, xưởng các bạn có trong video ngày hôm nay là bạn Inochi ha. Rồi, chuyên gia 2 ở Clan Việt Nam, cấp độ nhà sưu tập 77, không có danh hiệu được chọn ha. Và đây là thông số của bạn ấy nha. Rồi, xưởng các bạn, cái chai đúng không? Rồi, để mình xem nào. Titan thì bạn chưa có một con Titan cố định. Thì trong tương lai nếu như mà bạn có thể là bạn có một kế hoạch để dành chìa khóa cho lương chợ đen thì bạn nên để dành đi, bạn đừng có mở kiểu như là mở từng lương nhỏ nó sẽ không hiệu quả đâu. Bạn có thể là bạn tích từ đầu mùa của một cái sự kiện lương chợ đen bằng cách là bạn xem quảng cáo, bạn kiếm khay ấy, thì khi mà tới một cái thời điểm gần cuối mùa nó sẽ ra một cái sự kiện là nạp lương cực đại nhanh hơn 200%, hoặc là những cái sự kiện bổ sung cho phép bạn lấy Titan bên ngoài á, thì khi đó bạn mở và bạn gán bạn săn được cho mình con Indra này, hoặc là những con Titan xịn hơn cũng được ha. Thì những con đó là những con đang rất là mạnh ở meta dành cho Titan. Còn về con số con robot của bạn thì nhìn sơ qua thì khá là nhiều con cài chai, và bạn có thể giữ lại con Skyros là chơi ổn định được nha. Siren cũng được luôn nè. Mender thì chơi ổn thôi, còn nếu như bạn muốn lên vô địch thì Mender sẽ không trụ nổi đâu. Dragon thì cũng được, Dragon thì chơi ổn, lên vô địch chơi cũng được luôn. Về phần Ochokochi thì sắp tới nó sẽ bị cập nhật sức mạnh một tí, cho nên là nếu như mà bạn thấy đuối thì bạn có thể thay bằng con khác, hoặc là bạn chơi Ochokochi luôn cũng được. Thì về phần Skyros, mình nói Skyros trước ha. Thì Skyros nếu như bạn chơi chiếm cột á, thì bạn chơi bạn săn cho nó cái bộ phóng lao cho mình, hoặc là những cái bộ sốc đam ở tầm gần như là bộ loa hay là bộ sốc kinh nổ gì đấy. Rồi, Modul thì IA, nhớ có cái RA cho mình, hồi máu hoặc là phe ship. Nếu như bạn ngán resist thì bạn chơi phe ship cho mình ha. Mà nếu như đã dùng phe ship rồi thì phải có RA. Đấy, phi công thì chuẩn, lên full độ bền hoặc là lên full tốc độ tùy sở thích của mọi người. Drone thì có thể chơi drone này hoặc là bạn chơi drone white out, nhưng mà con này ngon hơn thì cứ chơi con này thôi. Tiếp theo là con Siren. Siren thì sắp tới thì Rust nó sẽ bị giảm sức mạnh ấy, cho nên là bạn giữ bộ này bạn chơi cũng được. Hoặc là nếu như bạn có đi cây và blind hay là những cái khẩu mà tấn công tầm xa như kiểu như là laser prismer gì đấy thì bạn có thể là trang bị cho con Siren, bởi vì con này nó sẽ phù hợp tấn công tầm xa. Hoặc là nếu như bạn có bộ đèn đuổi thì bạn vẫn có thể trang bị cho nó chơi cũng ok ha. Hay là bộ shot stun và Morana cũng được luôn. Phi công thì bạn có thể là bạn gán lên tìm cho nó một cái phi công phù hợp, ví dụ như là Yang Li cho phép là xuyên qua khi năng lượng, hoặc là phi công hai chị em kia thì sẽ cho phép là tàng hình khi hết kỹ năng và quay trở lại với vị trí chuyên dị thì sẽ được hồi máu ha. Rồi, về phần Ochokochi thì phi công này chuẩn rồi, vũ khí cũng ok nè. Nếu như full bộ shotgun thì cũng ok luôn. Rồi, module thì last stand được thì bạn thêm cho nó cái RA luôn cũng được, hoặc là IA gì đấy. Mender thì bạn cứ lên full tank cho mình, bộ vũ khí bạn chơi vậy là ổn rồi. Phi công cũng chuẩn luôn. Drone cho mấy con này á, thì Siren thì bạn có thể là bạn xài drone lock trao, hoặc là những con drone seeker cũng chẳng hạn. Hoặc là Ochokochi thì bạn có thể chơi Shine hoặc là Batcan hoặc là Reviver gì đấy, nếu như mà bạn quay gương may mắn ra được ha. Rồi Mender thì bạn có thể chơi những con gì mà giúp cho nó trâu bò hơn, ví dụ như Shy, Batcan và Reviver hay là Nebula gì đấy. Rồi về phần Dragon á thì bạn chơi Seeker cho mình ha. Rồi vũ khí thì bạn có gì bạn trang bị đấy thôi, và nếu như được mà 6 khẩu giống nhau luôn thì càng tốt. Có thể là chơi 6 khẩu Manister này, hoặc là 6 khẩu Morana này, hoặc là 6 khẩu Blind này, hay là 6 khẩu đạn đuổi cũng được. Nói chung là tùy thôi. Nói chung là bạn có gì bạn trang bị đi, bởi vì là tìm được 6 khẩu hạng nhẹ giống nhau mà đối với một người cà cha nó rất là khó. Mình chơi rồi mình biết mà. Thế cho nên là bạn có gì ngon thì bạn cứ xài thôi. Và cái gì ngon thì ưu tiên nâng cái đó. Phi công thì chuẩn rồi nha. Thì nói chung thì xưởng của bạn thì tương đối ổn, và Dragon này, Siren và Skyros ổn định chơi được. Còn Mender và Ochokochi sắp tới có thể sẽ đuối thì bạn có thể thay bằng những con robot khác ha. Rồi, thì nói chung thì phần review xưởng của mình đến đây là kết thúc rồi. Và video đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nha.